去丢垃圾的时候，发现电线杆上面竟然贴着一张神明的照片。哦，你记得是什么神明吗？好像是土地公吗？是不是叫你不要乱丢垃圾的照片？对啊，怎么会这样？我们泰国人啊都不敢拿神明的照片来做广告或者是宣传一些东西耶。嗯，除非那件事情跟宗教有关系才会。为什么啊？因为我们一出生政府就有规定说你要选择一个宗教，所以我们从小就被灌输你要尊敬宗教信仰啊。哦，原来如此。可是台湾的政府常常会想一些比较有趣的文案，像是你刚刚看到的那个，应该就是新北市清洁队，他们为了鼓励大家不要乱丢垃圾所发想的文宣哦。天哪，如果泰国人来台湾旅游，然后看到这个东西的话，我觉得他们真的是不习惯耶。那我问你啊，你觉得这样真的是有用吗？有啊，我有看新闻说成效还不错哦。而且我觉得有一个很特别的事情是，他们每个地区会请不一样的神明来帮忙，像是永和芦洲就请土地公，但是金山就请妈祖，然后越来越多地区的环保局会一起响应哦。哦，是这样哦。那我发现台湾跟泰国一样，哎，很喜欢在电线杆上面贴的一些东西。不过我印象中泰国那边大部分好像都是贴什么商业广告吧。哦，台湾的电线杆也是很多商业广告，但是我也看过一些很特别的标语，像是什么天国进了啊，神爱世，还有南无阿弥陀佛。哦，对，我有看过，我有看过。其实当我看到这些东西，我也会在心里默念来保平安哦。那你有觉得你有比较平安吗？当然是有啊。哦，你爸妈在泰国一定会很放心的。而且我也有发现啊，在交通事故比较多的地方，可以常常看到这些标语，可能是希望驾驶可以更注意、更小心。所以说，台湾的神明真的是很忙呢。对呀、啊。Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục học ngoại ngữ của Thời báo Tân Di Dân Toàn Cầu. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Thần Linh tại Đài Loan. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu câu và một số từ vựng. Từ vựng đầu tiên của chúng ta đó chính là Sơn Minh, Thần Linh, Thần Thánh. Sơn Minh, Thần Linh, Thần Thánh. Sơn Minh, Thần Linh, Thần Thánh. Tiếp theo từ vựng thứ hai của chúng ta đó chính là Chuân Chinh.Tôn kính, kính trọng. Chuân chinh, tôn kính, kính trọng. Chuân chinh, tôn kính, kính trọng. Từ vựng thứ ba của chúng ta đó chính là Quấn xuyên, đồ họa thông tin. Quấn xuyên, đồ họa thông tin. Quấn xuyên, đồ họa thông tin. Tiếp theo sẽ là một số mẫu câu. Và mẫu câu đầu tiên của chúng ta đó chính là泰国人从小被灌输要尊敬神明。Người Thái Lan từ nhỏ đã được dạy phải tôn kính thần linh. 泰国人从小被灌输要尊敬神明。Người Thái Lan từ nhỏ đã được dạy phải tôn kính thần linh. Tiếp theo, mẫu câu thứ hai của chúng ta đó chính là 台湾政府常常分享有创意的文宣。Cơ quan chính phủ Đài Loan thường hay chia sẻ những tư liệu tuyên truyền sáng tạo. Thái Lan chính phủ chi câu chẳng chẳng phân giảng dầu chóng y tờ quần xuyên. Cơ quan chính phủ Đài Loan thường hay chia sẻ những tư liệu tuyên truyền sáng tạo. Chuyên mục học ngoại ngữ của Thời báo Tân Di Dân Toàn Cầu ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.